Vâng, hôm nay chúng tôi thì bà con có Isuzu 7020 đây nhé. Rất ok luôn. Máy đang nổ rất là nhẹ nhàng, êm tay rồi, còn như chúng ta không có nghe thấy được cái gì hết. Đây rất êm ái như thế. Máy đang nổ luôn. Rồi tiếp chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nha. Đây là đầu tiên chúng tôi gửi tới bà con luôn. Đây máy nổ luôn, rất là sáng đực, rất là êm luôn. Chúng ta thấy hoàn toàn là không có nghe một cái tiếng ồn hết. Đảm bảo là máy không bao giờ bung cũng như là không bao giờ đâu ơi. Đây rất nhẹ nhàng luôn. Con này chúng tôi cũng đã bán rất là nhiều nơi luôn. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho bà con hai con máy luôn. Isuzu 7020 và mẹ CV con xanh 3080, hai con đậu sát bên nhau luôn. Xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con hai con máy luôn, hai con siêu phẩm luôn. Kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh rất vui được gặp lại quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube chúng tôi nhé. Mẹ CV con xanh 3080, cabin máy lạnh và con Isuzu 7020. Đây, đầu tiên bây giờ chúng tôi sẽ đi con mẹ CV con xanh trước, sau đó chúng tôi sẽ quay lại con Isuzu 7020 nhé. Tất cả đều là cabin máy lạnh rất là đẹp luôn. Rồi đây, bên đây phía bên đây là con mẹ CV Ocean. Đây chúng ta thấy cái hệ thống bánh trước của nó đây. 13.6 28. Chúng ta thấy là các cái hoa văn. Hoa văn rất là đẹp ở trên cái bánh của nó. Đây nó có một cái màu bạc tượng trưng cho mẹ CV Ocean. Nó lúc nào cũng là như thế. Rồi đây là cái bánh sau. Bánh sau của nó đây, nó có cái thông số kỹ thuật là 16.938. Cái bánh của nó tương đương với một người trưởng thành. Chúng ta thấy là nó có những cái số ở trên cái mâm nó luôn, 338 4 6 1 8 M2. Đấy chúng thấy. Đấy. Vâng, và ở đây là cái phía dưới của nó đây. Chúng ta thấy là cái đùi sau của nó, các cái thông số nó còn nguyên ở trên cái đùi luôn. Chúng ta thấy đây, rất đẹp luôn. Con này rất hoàn hảo luôn. Con 3080, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Anh luôn. Động cơ có 6 máy luôn, động cơ bực kinh. Con này có 105 mã lực, lần 2 cầu, số cơ luôn. Bánh sau đây, mọi thấy ok, quá đẹp. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vòng qua, chúng tôi lên cabin cho bà con chúng ta xem. Đồng thời bây giờ chúng tôi sẽ đi qua con Isuzu luôn, bà con chúng ta thấy. Đây, nó đẹp như này luôn. Isuzu 7020, có 70 mã lực, lần 2 cầu, số cơ bên cơ luôn. Đây, bánh trước của nó là 9.522. Đẹp như thế này luôn. Gai ốc vít của nó là rất là hoàn hảo. Lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo một cái tiêu chuẩn nhất định cho bà con sử dụng, không có để xảy ra sự cố hết. Bánh lúc nào cũng mới như thế này luôn. Đấy. Đây và đây là cái phần cabin của nó đây. Đây cabin của nó rất là đẹp luôn. 7020 Isuzu. Con này chúng tôi cũng đã bán về phía Bắc một con rồi, hôm nay là con thứ hai. 7020 có 70 mã lực, là hai cầu, số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái luôn. Cabin máy lạnh luôn, sáng rực luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lên trên cho bà con xem con Isuzu này. Đấy. Con này thì nó có 3.000 giờ thôi. Đây bà con thấy rất rõ luôn, cái đồng hồ của nó 3.000 giờ luôn. Ghế ngồi vô cùng đẹp, nó thoáng mát luôn. Tất cả mọi chi tiết qua văn thì ok. Máy cabin máy lạnh luôn, rất là mát luôn, mát rượi luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vòng qua ra phía sau cho bà con xem cái của nó đây nhé. Đây, đây là phía sau con Isuzu 7020, cabin máy lạnh luôn. Đây, kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui được giới thiệu cho bà con hôm nay hai con máy luôn. Mẹ CV Ocean 3080 và Isuzu 7020. Đây, ở đây là hai thanh kiếm của đây. Quá xuất sắc, quá độc lạ, quá đẹp luôn. Đấy. Phía sau chúng ta nhìn lên phía trên nó rất là đẹp như thế này. Đấy là cái ở đây phía trước ta nhìn lên cái ống khấu nó rất là đẹp. Đây động cơ nó có 4 máy đây. Đấy, đây là cái bình. Đây động cơ nó có 4 máy. Rất đẹp như thế này luôn. Isuzu 7020, cabin máy lạnh và mẹ CV Ocean 3080. Đây chúng ta thấy là đây là phía dưới, chúng tôi quay phía dưới cho bà con chúng ta cùng nhau xem luôn. Đấy, rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua con 3080 nha bà con. Con này chúng tôi cũng đã có giới thiệu cho bà con rồi. Đây là phía trước, đây, từ trên phía chúng ta có thể nhìn xuống. Đây. Rồi vào đây con mẹ CV Ocean 3080. Máy đang nổ luôn, rất là êm, rất là nhẹ nhàng luôn. Đây chúng ta thấy là cái cầu trước của nó đây. Rất đẹp.
Con này có 105 mã lực là hai cầu số cơ bên số cơ luôn, động cơ có 6 máy. Đây bây giờ chúng tôi quay cho bà con xem đây nhé. Đây. Động cơ của nó đây. Đó là 06K8937140, rất nhiều luôn các bạn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đây là hùng để đồng nghề. Bây giờ tôi đi cabin máy lạnh luôn, quá đẹp luôn, con này rất là xuất sắc luôn. Đây mát rửa luôn. Nó có hai cái nắp thang để chúng ta đi lên. Đây. Đây chúng ta thấy cái cabin máy lạnh của đây, rất xuất sắc, rất đẹp luôn. Ghế ngồi rất là êm ấm luôn. Rồi bây giờ chúng tôi lên, chúng tôi tắt máy cho con, ồn quá. Chúng tôi sẽ đi lên phía trên cho bà con xem. Đây, tất cả nội thất bên trong đây, chúng tôi quay cho bà con xem. Số 1234. Đây 1234. Rồi. Rất nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng tôi có thể tắt máy cho bà con. Đây chúng ta kéo cái này, cái e này thì nó sẽ tắt máy rồi. Đây 1 2 3 4, A B rất nhiều luôn. Đây là bộ điều khiển cái dàn xới phía sau đây. Rồi đây là đồng hồ của nó. Đây chúng ta thấy quá đẹp luôn. Đấy. Còn bộ bây giờ chúng tôi đã giới thiệu cho bà con xong rồi nhé. Bây giờ chúng tôi đóng cửa lại. Máy lạnh rất đẹp luôn. Cả hôm nay chúng tôi quay cho bà con hai con máy đều giống nhau hết. Một cái là Messi Ferguson 3080, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Anh, có 105 mã lực loại hai cầu, số cơ của bà con Isuzu 7020, cũng là loại hai cầu, cũng là động cơ 4 máy luôn. Đây là 6 máy rồi nhé. Đây là chúng tôi đã giới thiệu cho bà con đây, còn toàn cảnh cái con Messi Ferguson 3080 đây, rất đẹp luôn. Đấy, 3080. Rồi và đây là Isuzu 7020. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bà con hai con máy Isuzu 7020 và Messi Ferguson 3080, một thương hiệu rất là xuất sắc đến từ Anh, và Isuzu 7020 một cái thương hiệu rất là xuất sắc đến từ Nhật. Rồi. Cả hai đều là giống nhau, là đều có cabin hết, cabin máy lạnh rất đẹp luôn Isuzu. Rồi video của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn quý anh chị em bà con gần xa đã theo dõi kênh YouTube của chúng tôi nhé. Hiếu Đoàn Thành, hôm nay chúng tôi giới thiệu bà con hai con máy Isuzu 7020 và Messi Ferguson 3080. Cả hai đều rất xuất sắc luôn, rất đẹp luôn, mới về luôn, lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu cho mọi người chúng ta luôn. Đấy.